Va bene. Ma di Dara? Báo cáo với các bác, đây là clip số 500 nhá. Anh em nào thích alo. Cái số con này thì to chim, tướng cá thì cũng rất là hồng. Đấy, đầu này, đầu hình đầu mắt đỏ này, mỏ dài này. Con này mau mỏ lắm, con này giọng còi anh em ạ. Con này mồi kinh khủng luôn, mồi quá mồi lâu rồi. Bả cánh này, đấy, chân móng là không có tật lỗi gì. Đấy, thuần chim rất là thuần.
Mình đặt tên clip này là clip số 500. Đấy, anh em nào thích chơi mồi giọng còi, mà chính là giọng còi hay hay đánh được chim hơn. Đấy, chim rừng nó không sợ giọng còi, nó vẫn đến. Đó. Tướng thì hình bắp chuối, lông đuôi thì còn cũng còn dài khoảng 80%. Anh em có thể gọi là 0163 53 05 982. Con này gọi là cườm vừng này. Đấy, cườm vừng đó. Mình thấy là nó, các bạn thấy là cái khóe của nó này, khóe này, từ mỏ có cái khóe dài thân tận mắt ở đấy. Con này nó rất là chịu chơi, tố chất là chim rừng chim mồi. Tố chất. Con này đi rừng thì không phải nghĩ luôn nhá. Anh em yên tâm. Anh em nên nhanh tay nhanh mắt alo cho mình để cho anh em, để cho những anh em nào có nhu cầu tìm một con chim mồi đánh tử tế. Mình xin đặt lại số điện thoại là 0163 53 05 982. Mình gọi là Thao Cu Gáy.